tôi với, cứu tôi với. Hả? Việt Nam. Tập tiếp theo. Mẹ ơi, con nhớ cô Thu quá. Cô Thu là ai ta? Cô Thu mà mẹ cũng không biết, mẹ theo con. Từ từ. Hả? Con xin chào cô Thu. Ngày nào cũng qua thăm cô Thu nè bác. Sao mẹ bị con dụ hoài vậy bác? Tập tiếp theo. Ê, bà kia đứng lại. Hả? Cướp hả? Khoan, làm gì người khi tôi hoài vậy? Trời ơi trời, trả lại cho tôi đôi dép. Oh no. Nãy giờ, không chịu nói sớm, làm cho mình gần chết à. Nãy giờ, bà có dừng lại nghe tôi nói đâu, dép nè. Đây, bỏ nghe. Tập tiếp theo. Cái con chó hò hám này, đi ra chỗ khác. Ủa, con chó quay vậy ta? Xúc xích nè, mẹ ăn đi nghe. Hết rồi đó, tao đi à. Cảm ơn chú bảo đợi. Đúng là con chó dễ thương thật. Tập tiếp theo. Nắng nóng, có chai nước, đã quá. Yeah. Trời, chai nước nhỏ xíu, nắng nóng, uống chai này mới đã nè. Wow. Thật là mát mẻ quá. Bình này mới đã chứ. Thật sảng khoái quá. Tập tiếp theo. Em ăn cái gì mà mạnh dữ vậy? Nhìn em mà chị không biết sao? Biết cái gì? Thì uống sữa khủng long đó. Cô có muốn uống sữa khủng long của tôi không? Tôi cho ăn miếng nè. Mẹ ơi, không uống.